Chào em. Em chào anh Sơn ạ. Ừ, em giới thiệu. Hình như hôm trước anh vừa mới tư vấn cho em rồi đúng không? Ừ, đúng rồi ạ. Em có cái căn chung cư ấy ạ, Vinhome Smart City ạ, mua 4.9 tỷ. Em đã giao bán trong tầm 2 tháng trở lại đây. Trong cái tình hình là chung cư rất tăng giá nhưng mà căn của nhà em thì lại không bán được. Có nghĩa là mình sẽ có khả năng lỗ là 400 triệu. Nếu mà bọn em có thể chịu đựng được với cái dòng tiền ấy hoặc có thể chuyển được ở về đây thì anh cho rằng là cái yếu tố này không khó để giải quyết, là bởi vì anh tin rằng là chung cư ở Hà Nội sẽ tiếp tục còn tăng trong thời gian tới. Cái số 2 nữa là sao, là cái VinSmart City hiện tại bây giờ đối diện đúng không, Singapore nó bán bây giờ là 70 triệu mét vuông này. Và trong thời gian tới anh sẽ thấy là có những tòa nó sẽ lên khoảng tầm 100 triệu. Và 100 triệu một mét vuông ấy, thì cái căn nhà của mình ấy, chắc chắn là phải tăng giá. Và nếu mà em giữ được khoảng tầm một nửa năm cho đến một năm nữa, tất nhiên là anh nghĩ là sau Tết là nó có sự biến động rồi, nhưng mà nửa năm đến một năm nữa anh nghĩ là chắc chắn cái căn của em tăng giá. Gửi lời cảm ơn anh vì sau khi là nói chuyện với anh em đã quyết định không giao bán nữa. Mọi người gọi đến là cũng từ chối và quyết định là làm nội thất cho nó và để cho thuê để đợi một thời gian để nó tăng giá. Thì hôm đến hôm nay ông xã vừa báo là có người giả 5.1 tỷ, tức là như vậy là có lời một chút rồi đấy ạ. Ok, chúc mừng em nhá. Đấy, đa Tết thì tự nhiên là thị trường, nhưng mà em còn giữ thêm nữa là chắc chắn là tăng giá đấy. Anh nhìn thấy rằng là hiệu quả, ví dụ như anh vừa mới ra Tết xong là một số bất động sản của anh trước đây là đang khó bán là hôm nay đã có giao dịch rồi. Anh ví dụ như là hôm qua anh chốt một cái lô ở Vân Đồn trước Tết chưa bán được, mà bây giờ sau Tết là hôm qua người ta vừa mới đặt cọc 200 triệu sao. Anh cho rằng thị trường đang rất tốt, em nhìn thấy chứng khoán đang tăng lên, bởi vì như vậy nên là anh nhìn thấy rằng là nếu mà em giữ chắc chắn là tăng giá nữa đấy. Dạ vâng ạ. Rồi ok, thế hôm nay anh giúp được gì cho? Hiện nay em đang có đất ở những cái vùng rất là xa ấy ạ, ở Thanh Hóa này, ở Tây Ninh này, Quảng Bình và Bình Thuận. Em muốn hỏi anh là trong những địa điểm đó thì em nên giữ lại cái gì để chờ kinh tế phục hồi nó phát triển và có sóng ấy ạ? Thì còn là điểm nào nếu mà có cơ hội thì là nên bán đi ạ? Hai vợ chồng mua hơi xa quá mà mua hơi dàn trải quá em ạ. Dạ, đúng vâng không? Nếu mà bán đi thì bọn em sẽ chuyển tiền để đầu tư cái gì hay là định làm cái gì? Là nếu mà bán được ấy ạ, thì em muốn là đầu tư vào bất động sản ở Hà Nội, về phía Tây. Thế bây giờ anh chỉ lấy một cái ví dụ nha, như là ở Thanh Hóa thì bọn em đang mua ở đâu? Thanh Hóa thì em mua ở chỗ huyện Quảng Xương. À, đất thổ cư cách thành phố Thanh Hóa tầm hơn 10 km ạ. Hồi đấy mua là lý do là bởi vì là gần cái khu vực Sun Group Onsen ấy ạ. Rồi anh biết chỗ ấy rồi. Đường trước cái mặt mảnh đất là hai ô tô tránh. Ừ, ngày xưa em mua là giá bao nhiêu hả? Rơi vào là 10 triệu một mét đấy ạ. Anh qua cái chỗ Onsen đấy mấy lần rồi mà 10 triệu một mét là bây giờ thanh khoản khó đấy. Vâng, em thấy nó cũng rất giá ấy ạ. Ừ, bây giờ tại vì như là anh mua đấu giá thôi mà cách trung tâm thành phố có 3 cây số thôi là có 7 triệu đến 8 triệu thôi. Thì nếu mà như của em là anh nghĩ rằng là phải chờ thêm một đợt nữa mình mới thanh khoản được. Vâng. Cái vấn đề mình mua ở tỉnh ấy, thì giá nó rẻ, nhưng mà cái khó của tỉnh là gì, là giá nó tăng khi mà nó có sóng, còn giá mà sóng mà nó đi xuống ấy mình thanh khoản lại chậm, đúng không? Vâng. Thanh Hóa khả năng cao là em phải giữ lại từ bây giờ cho đến cuối năm. Nhưng mà sớm hay muộn em sẽ thanh khoản được thôi, khi mà Thanh Hóa phục hồi lại được, bởi vì dân Thanh Hóa cái số lượng người đông. Chỉ có điều là khi mà em bán được cái lô đấy xong, em về Hà Nội thì giá đất Hà Nội đã lên một cái tầng cao mới thôi. Đúng không? À, vâng, đấy là cái sẽ trở lại suy nghĩ. Nên là nó khó cái chỗ này nữa. Bây giờ còn chỗ nào tiếp em? Tây Ninh ạ. Anh nhìn thấy là khả năng cao là Tây Ninh sẽ tiềm năng, là bởi vì là anh vừa về các tỉnh miền Tây thì đầu tư công anh cho rằng là sẽ vào trong Tây Ninh đầu tiên. Chỉ vấn đề là không biết là em mua vào cái giá bao nhiêu. Em mua cái mảnh đó thì nó đối diện với khu công nghiệp Phước Đông, nhưng mà nó phải cách tầm 2 km ấy. Ừ. Hồi đấy mua là 4 triệu một mét vuông ạ. Rồi anh hiểu rồi. Em mua giá như vậy là cũng không phải là cao, vừa phải. Thì anh nghĩ rằng là Tây Ninh về mặt lâu dài anh nghĩ rằng nó còn sẽ tăng giá tốt, là bởi vì là cái đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh đang làm và sẽ làm trong thời gian tới. Cái quan trọng là Tây Ninh đang có yếu tố chính trị hỗ trợ phía đằng sau, cộng với cả cái núi Bà Đen đang rất là hút khách du lịch. Mà giá thì rất là rẻ. Thì anh nghĩ rằng là cái chỗ đấy nó sẽ thanh khoản được và nó sẽ tăng giá một phần. À, nếu mà nó có dục dịch để nó làm đường cao tốc ấy, thì anh nghĩ là cái chỗ đấy có thể thanh khoản được. Tuy nhiên là nếu mà bán đi thì mình thu về cũng không được đáng kể, nó chỉ là một số tiền vừa phải thôi. À, nhưng mà câu hỏi là bao lâu để em có thể rút được tiền về thì anh nghĩ là cái đấy lại phải suy nghĩ thêm một tí, tại vì nó liên quan đến cái vị trí. Càng gần núi Bà Đen thì càng hiệu quả, còn ngay ở khu công nghiệp thì nhiều khi nó lại chưa quá hiệu quả. Còn Bình Thuận thì anh cho rằng là các bạn xem có sóng hay không nữa, nhưng mà trong Nam trong thời gian hiện tại thì bây giờ anh thấy có mỗi Tây Ninh là tiềm năng để có thể thanh khoản và giao dịch nhanh, còn Bình Thuận cũng còn chậm, bởi vì là cái yếu tố Bình Thuận cái đường cao tốc làm xong rồi, chờ có mỗi tối sân bay thôi. Nhưng mà Bình Thuận bởi vì mọi người đầu tư và đầu cơ tương đối là nhiều, và đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại nó đang chậm về mặt kinh tế, nên là anh cho rằng là Bình Thuận chậm hơn. Tây Ninh và Bình Thuận thì hay là ở đâu nữa? Quảng Bình ạ. Quảng Bình của em cũng rất là khó. Quảng Bình là bởi vì nó theo cái trend về du lịch, mà hiện tại bây giờ du lịch nó đang xuống. Năm 2022 thu thuế ở Quảng Bình giảm 70%, là bởi vì giao dịch bất động sản ở Quảng Bình không giao dịch được. Anh có một bạn ở trong công ty là quê ở Quảng Bình, mà riêng cái huyện đó năm 2021 là 300 tỷ một huyện thôi.
thu thuế đấy. Và cho đến năm 2023 là gần như là không còn gì hết cả. Nên anh nghĩ là Quảng Bình lại phải chờ một thời gian dài dài hơn nữa. Tóm lại, bốn chỗ của em thì anh nhìn thấy tiềm năng nhất là Thanh Hóa. Thanh Hóa là có thể ra tấm ra miếng được. Tuy nhiên để Thanh Hóa giao dịch và thanh khoản được thì anh cho rằng là mất khoảng tầm 1 năm nữa. Số 2 nữa là Tây Ninh. Tây Ninh thì bởi vì cái giá em mua vừa phải rẻ nên là anh nghĩ rằng là sẽ sớm thanh khoản được. Số 3 là đến yếu tố về Bình Thuận và cuối cùng là Quảng Bình. Quảng Bình là cái mà anh cho rằng là thanh khoản sẽ chậm nhất và các bạn phải chờ khoảng tầm 3 năm thậm chí 5 năm đấy. Thì nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như Quảng Bình mà có thể bán nó cũng giá chấp nhận được thì mình cũng nên bán đi đúng không ạ? Bởi vì cái tiềm năng của nó sẽ lâu đúng không ạ? Chỉ sợ không bán được thôi em. Tại vì là anh về Quảng Bình liên tục. Quảng Bình là một cái nơi rất là đẹp, tiềm năng du lịch rất là tốt, chỉ có điều là cái xu hướng du lịch bây giờ nó đang bị chậm. Anh chỉ lấy ví dụ như Vân Đồn thôi. Anh mua đất ở Vân Đồn năm 2018 giá khoảng tầm là 31-32 triệu với thông tin là Vân Đồn sẽ trở thành đặc khu, và sau đó là không trở thành đặc khu và bất động sản của anh nó đứng chững. Bây giờ là năm 2024, tức là gần 5 năm rưỡi, 6 năm. Bây giờ sau khi mà các bạn nhìn thấy là lãi suất nó đang giảm xuống và mình nhìn thấy đang có cái làn sóng như bây giờ, một chút sóng thì mới thanh khoản được, lãi được 300 triệu. Nên là nếu mà em bán được, anh chỉ không muốn em bán lỗ thôi, còn có khi bán lỗ thì vẫn có người mua, chỉ có điều mình không mong muốn bán lỗ thôi. Đấy là suy nghĩ của anh, nhưng mà có thể là 6 tháng sau thì thời thế nó có thể thay đổi rất là nhanh. Những cái yếu tố mà mình đang nhìn thấy như là lãi suất nó đang rất là thấp, cộng với cả cái yếu tố ngân hàng ở Mỹ nó có thể giảm lãi suất, rồi là phải kích cầu nền kinh tế thì nó có thể thay đổi. Thì tất nhiên là anh sẽ rất là đồng ý với em nếu mà có thể thanh khoản được và chuyển về để mua ở gần nhà. Mua thêm chung cư cũng được, hay thậm chí là mua đất nền. Ví dụ như tầm tài chính của mà có thể đi đấu giá cùng cái anh. Ví dụ như hôm trước anh đi đấu giá mà mua một lô nó chỉ khoảng tầm 5 tỷ, 3 mặt tiền và 5 tầng 4 là 5 là có thể view được xong. Đây cũng bằng một căn chung cư của mình thôi mà ngân hàng có thể cho vay được. Thì chắc chắn thằng này. Nhưng mà điều quan trọng nhất là em cần giữ cái căn ở Vinsmart City. Là bởi vì đấy là tài sản đã tấm ra miếng. Tấm ra miếng là sao? Là mua được, bán được, cho thuê được, và thậm chí là mình cho con cái ở được. Còn mình mua ở tỉnh, tiềm năng tăng giá ở tỉnh có thể tăng rất là nhanh, bởi vì là giá nó rẻ mà, có thể tăng gấp 10 lần. Nhưng mà cái điều rất là yếu của các tỉnh là thì khi mà bất động sản đóng băng là nó không thanh khoản được. Đó là tại sao mà anh vẫn cứ nói là nếu mà mình có 10 đồng thì 7 đến 8 đồng mình đầu tư ở quanh nhà mình. Ví dụ như ở Hà Nội thì đầu tư ở Hà Nội, và 2 hoặc 3 đồng còn lại mình đầu tư ở các tỉnh. Mình làm như vậy thì cái tài sản của mình nó rất là chắc tay. Thì ở Hà Nội nó tăng chậm nhưng mà nó ra tấm ra miếng, mua đi bán lại được. Còn ở các tỉnh ý, mình chờ, và nếu mà nó đúng sóng của nó có thể tăng gấp 5 gấp 10 lần thì nó lại bứt phá và nó tạo ra dòng tiền cho mình. Các bạn nhìn thấy là chúng ta mới bắt đầu những ngày đầu tiên sau Tết Nguyên Đán đúng không ạ? Và đây là những ngày đầu tiên của tháng 3 và các bạn thấy thị trường thay đổi liên tục. Chúng ta nhìn thấy lãi suất ở Việt Nam thấp kỷ lục và lãi suất ở Mỹ đang có xu hướng giảm xuống. Chúng ta nhìn thấy giá vàng ở trên thế giới và giá vàng ở Việt Nam đã chạm ngưỡng kỷ lục đúng không ạ? Giá vàng trên thế giới là hơn 2.100 đô một ounce và ở Việt Nam là 70 triệu đồng. Các bạn nhìn thấy trong mấy ngày hôm qua thì Bitcoin chạm ngưỡng là 69.000 đô là cao đỉnh điểm đúng không ạ? Và Bitcoin sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới mà chúng ta cần biết thông tin. Và bất động sản trong vòng 2 tuần sau Tết Nguyên Đán là giao dịch liên tục, và bởi vì như vậy các bạn cần nắm bắt thông tin. Đó là tại sao mà mình muốn làm cái chương trình vào ngày 17 tháng 3. Trong chương trình mình sẽ chia sẻ với các bạn là bất động sản sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2024, những phân khúc nào sẽ tăng giá, vàng sẽ tăng giá bao nhiêu trong năm 2024 đúng không ạ, và Bitcoin sẽ tăng giá như thế nào, làm thế nào để kiếm được 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên. Và sau đó mình sẽ mời anh Nguyễn Duy Cương là một người bạn của mình sẽ đến và chia sẻ cùng với các bạn cái tâm lý để chúng ta có thể kinh doanh thành công. Đây là chương trình các bạn phải tham dự, chương trình miễn phí dành cho các bạn, và chắc chắn chương trình này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta.